Hello mọi người, đã quay trở lại video đi rừng tiếp theo của em nha. Thì sáng trời mới mưa mọi người, mau giờ đục mưa mới tạnh bây giờ mới lên rừng này. Mình mới ướt nhem, lỡ đi mắc mưa rồi mọi người, chứ còn trời mưa thì không có đi, nó ngán lắm, nó ướt, mình mới nó ướt mà đi nó trơn trượt. Đào xong mới coi ra là mình mới nó lắm như con trâu luôn, rất là chán mọi người. Đây mới lên gặp một siêu phẩm cho mọi trâu đó mọi người. Coi là đế đẹp, một cốt hai thân nha mọi người, collect. Coi này, ôm cục đế rất là to mọi người, ôm kín mít luôn. Coi đây chắc chơi không nổ. Thằng đế đây chắc tầm cỡ mười mấy ký mọi người. Cái cộng cái coi nó chắc gần cái tạ ít đâu. Chơi không được, không biết coi đây trái hay bông. À coi đây ra bông mất rồi mọi người. Bông mà tới đây nó còn ra bông đây, ra bông cúc đẹp lại ra bông đây, bông nè mọi người đó, cái dòi bông của nó là nó mới lú ra đó, nó tròn nha mọi người đây. Còn cái dòi trái thì nó cũng mới lú ra, nó còn cái tầm như đây, như cỡ bằng đây, nhưng mà nó mình nhìn nó nhọn, nó lú ra nó hơi nhọn nhọn mọi người đó, mình nhìn mình phân biệt được, biết được đó, nó tròn do. Khi nó nở là nó bung ra mọi người, nó bung nó có tia tia ra thì dễ nhận biết hơn, không biết mọi người có biết hay không mà em nhìn nó quen rồi, nhìn bắp nó tròn là hàng bông. Có cái nào nở quay cho mọi người coi. Đây mọi người, cái bông nó nở rồi này, nó nở lúc sáng đây, nở ra tia tia rồi mọi người, nó giống như là cái bông lộc rừng mọi người đó, nó tua ra, nó tầm vài hôm mà nó rớt rồi mọi người, cái dòng bông nó không có bền đó, nó rớt cái rớt mấy cái đầu bông tia tia rồi hết mọi người, xong nó còn cái cuống, mà cái cuống nó vài bữa nó cũng rụng chứ nó không có lưu. Còn cái dòng trái này rớt trái rồi nó vẫn liều cuống mọi người, liều cuống tới mùa mùa sêu luôn vẫn còn đó. Chưa, nó tia tia lìa luôn. À đây có một cây trồng bài trâu nữa nha mọi người, cái này hàng trái này, cái đây em đánh chiều cao tầm cỡ mét hai, tông keo collect nha mọi người, đế đều. Coi là đế trải đều, quá đẹp nha. Coi là hoành nó tầm 40 nha mọi người, cốt rất lớn luôn. Thằng lách nhị, coi đang cho trái luôn nha mọi người. Đây nó có cái cành cành nhỏ nhỏ rồi này, nó bị xè xuống dưới thấp này, nó ra trái luôn mọi người. Cả đời thì khỏi cần cắt cành trên cao. Là mọi người trái này, chín đỏ chét, nó rớt hết rồi mọi người, còn ít à. Đây, cái gốc to nha. Bên đây nữa đây, phía nó điêu dày đẹp. Wow, chùm lại trái sai này, kiến nó điêu đen luôn. Wow, đây chùm nữa. Mùa đây thì trái chín nó còn ít rồi mọi người, nó còn dài chùm, mà nay nó đang ra trái non tiếp tục, trái non là nhiều. Đây trên này có trái non này đó, tay em chỉ ra mọi người đó, nay nó tiếp tục ra trái non, là mới mưa nên nó ra tiếp mới lốp trái non nữa. Trái đây là nó ra trước nên nó rớt, nó rụng hết rồi, cuốn trái không còn, cuốn này dính. Mẹ số 1 đã xong nha mọi người. Đào xong rồi ra sắm mệt luôn mọi người. Trời nó mới vừa hết mưa xong nó nét hết, di kêu luôn. Cái này cũng có nầu rất riêng luôn nha mọi người,
rễ bao nhiêu luôn, rễ cám gì đẹp luôn mọi người. Coi này có hoành tống ngay vị trí chỗ gốc đây thì tầm 40 nha mọi người, ngay vị trí đây tầm khoảng 40. Chỗ đây có cái chi tướng nha mọi người, chi tướng nó sát rồi cái chi lớn này em cắt bỏ sát cho nứt lại. Hoành 40, chiều cao 1m2 nha mọi người, đường thân có độ lách nhẹ nha. Đây mọi người, em quay từ trên xuống cho mọi người xem này, độ lách nhẹ. Coi đây thì lấy tông keo làm bóng mát thì cũng được, nhưng mà cái đường đây nó rất là khó dẫn chiếu mọi người. Lấy cỡ tầm 1m, 1m2 trở lại, chứ còn tầm 1m rưỡi, 2m là đưa ra không được. Cái đường nó hẹp, nó cho người ta trồng, dân người ta trồng keo hai bên đường. Đi dừa cái xe mọi người, qua mấy cái cua là nó quẹt keo không có đi lọt được. Lúc có tí nhìn rèn luôn, nên là em cắt dính mọi người về. Nếu trồng làm công trình bóng mát thì nuôi thêm, nuôi thé nó lên nữa là giật tàn nó làm bóng mát được. Thế đều 24 giờ luôn mọi người, trải đều hết nha. Rồi cám bao nhiêu không? Rồi này, khủng khiếp không? Coi này không có bọng bế gì nha mọi người. Coi này cân nặng tầm khoảng 15-17 cân rồi đó mọi người, rất là nặng luôn. Rồi mã số 1 em xin báo giá là 900 em bao ship nha, 900 mọi người. Coi là tiền ship chắc tầm gần 200k rồi, 160-170 rồi nha mấy đâu. Mã số 2 nha mọi người, là một cái chồng mồi trâu luôn nha. Coi này đường thân có độ lách, lách lượng. Coi là đế chắc nữa nè, loài này mọi người chưa moi ra thứ, nhưng mà nhìn nó phình phình ở đây, đó chắc là đế nữa. Con này thì em lấy chiều cao còn tầm khoảng cỡ 6-70 rồi mọi người, trên cái lách đây, trên lách lên chút là được, còn lên cao nữa nó thanh lắm mà là không lấy được. Cũng đang cho trái luôn nha mọi người, bây giờ em làm biếng cưa cành xuống, nó đang có mấy trái leo queo ở trên đây mọi người. Đó, đoạn trống trống nhìn thấy này, đó thấy chưa, đó đó đấy, chỗ đây nữa này, làm vây mọi người coi, làm tranh thủ cách đánh xong là xuống núi về mọi người, chứ anh đánh kiểu ra chiều là mưa sớm xuống núi không kịp. Đường rất là trơn trượt luôn đó, trái đó còn sót 1-2 trái à. Còn trên cao nó cũng còn mới ra, trái non mới ra, nhưng mà cưa nó lâu mọi người đó. Chắc anh rồi nha. Mã số 2 đã xong nha mọi người. Coi này cũng có nầu đất luôn nha, rễ rất là nhiều, rễ trái đều tứ diện luôn nha, rễ cám tùm lum luôn, rễ đều nhưng mà có chỗ nó còn hơi trống mọi người, rễ cám li ti rất nhiều nha, chỗ này nó hơi trống chút thôi. Đây mọi người, coi này hoành tống ngay vị trí đó tầm khoảng 30 nha mọi người, chiều cao tầm 80. Coi đường thân có độ lách. Còn này thích hợp là cho mọi người làm dáng coi quân nhân, hay dáng trực lách gì đó cũng được mà. Đó. Rồi mã số 2 em xin báo giá là 500 em bao ship nha, 500 nha mọi người. Mã số 3 nha mọi người, là một cái trò mồi trâu luôn nha. Coi nơi thì hàng mini, coi nơi gốc nó cỡ tầm bằng chai keo liền xẻo rồi mọi người. Đó, đường thân có độ lách nhị. Con này thì em sẽ đánh tầm khoảng cỡ 5-60 mọi người. Con này cho mọi người sưu tầm để làm giống. Đó, hàng cái bí ở đây. Bí rất là khó gặp nha mọi người. Dòng cho mồi trâu nó toàn coi bự không, cố thủ không mọi người. Ít có coi nhỏ. Mình gặp được coi nhỏ này. Con này cũng đang cho trái luôn nha mọi người. Thấy nó có 1-2 chùm trái gì trên cao á. Nó không có nhiều, nó mới ra. Bữa giờ nó nắng nó khô hết, nó mới mưa. Mới trận mưa mọi người, nó mới bánh trái non ra này. Em sẽ cưa cành cho mọi người xem nha. Trái đâu, trái đâu. Đây đây mọi người, có trái non rồi này. Đó, mới ra. Mới ra lúng phúng luôn. Trái đóng đều viên luôn mọi người, quá đẻ. Coi còn chùm nào nữa không,
Đây đây, còn chỗ đó còn chùm nữa đây mọi người. Chùm đã mới ra, lú phú. Được 2 chùm. Giờ là uy tín rồi mọi người. Tí tí mà cũng ra bông ra trái. Rồi, giờ em sẽ dứt nha. Mã số 3 đã xong nha mọi người. Con này rễ rất nhiều nha. Con này thì không có đánh đầu được, nhưng mà rễ nó bú phú tứ tung nha mọi người. Dì tréo luôn. Con này thì có cái chi tứ nhỏ ở đây nữa nha mọi người. Hồi nãy cũng thấy phất đây. Hoành nó tầm khoảng cỡ bàn chày keo, lớn hơn chút xíu nha. Chiều cao tầm khoảng cỡ 60. Đường thân có độ lét nhị. Rồi mã số 3 em xin báo giá là 200 em bao ship nha. 200. Thành vé của em hôm nay đây nha mọi người, được 3 mẻ cho mọi trâu nha. Đó, số lượng có hạn luôn, cô chú anh chị mình nhanh tay quẹo lựa nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Rồi giờ em xin kết thúc video tại đây luôn. Em xuống núi mọi người, trời giờ bắt đầu sắp mưa. Để nó mưa một cái là xuống là trơn trượt. Rất là rủi ro luôn mọi người.